Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 1 âm lịch, ngày Tân Hợi, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Tuổi hợp trong ngày, ngày Hợi lục hợp dần, tam hợp Mão và Mùi thành mộc cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành sẽ là hướng Nam và hướng Đông. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 3 tuổi tiên đồ về tuổi trong ngày chủ nhật này sẽ là các tuổi Tý, tuổi Dần và tuổi Mão. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 27 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Tử vi hôm nay dự báo vì gặp tam hội nâng đỡ nên tuổi Tý được yên ổn, không phải bận tâm vì mở công việc trong tuần. Đã có người gánh việc thay bạn, đó có thể là một người lớn tuổi. Ngày nay, dù vướng vào rắc rối gì thì cũng có thể giải quyết được. Cục diện hai hành thủy tương hòa giúp người tuổi Tý có một ngày bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Biết cách cân bằng mọi mối quan hệ từ trong nhà ra xã hội, là con người hiền lành, chính trực nên ai cũng quý mến bạn. Nhiều người sẽ nhận được lời mời đi ăn trong hôm nay. Thực thần trợ mệnh đem lại lộc lá cho túi tiền của người tuổi Tý. Bạn sắp nhận được một khoản tiền từ người từng nợ bạn hoặc một khoản tiền rủng rỉnh từ công việc. Hoặc có người ở xa sắp về thăm nhà tặng quà cho tuổi này. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, dĩ hòa vi quý, để đời luôn vui. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, bạn sẽ cảm thấy thất vọng vì một người nào đó. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, nên đọc sách nhiều hơn để mở rộng trí thức. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, người sống sai với bạn, trong lòng tự thấy thẹn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, sẽ cho cùng, không khổ trước thì sẽ khổ sau. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, cam, tím, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, thiên ấn chiếu mệnh nên người tuổi Sửu dù thông minh đến mấy cũng khó có thể thành công trong ngày chủ nhật này. Nếu hôm nay đi làm, bạn cần phải mềm mỏng, thoáng tính hơn một chút. Đừng quá khó khăn với mọi người xung quanh. May mắn là mặt tình cảm được tam hộ chiếu cố nên mọi mối quan hệ đều hài hòa và yên ổn. Bạn khéo ăn khéo nói nên ra ngoài hay được người giúp đỡ, đi đâu cũng dễ gặp được quý nhân. Chuyện tình cảm như tìm được niềm vui trước mắt, đôi bên mặn nồng như thuở mới yêu. Đường tài lộc cũng không được tốt lắm, giờ thổ khắc tùy. Nhằm tránh việc bị hào tài của, bạn nên hạn chế suy nghĩ cũng như tham gia vào những công việc mang tính chất tính toán thống kê hay liên quan đến sổ sách trong ngày. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, cuộc sống đôi khi kém suôn sẻ là chuyện bình thường. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, trong thẻ không hết tiền, ban đêm không mất ngủ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, tất cả lý do đều là sự ngụy biện. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nên học cách nhìn về một tương lai tươi đẹp hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, sống có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Con số may mắn 7, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Tuổi Dần trong ngày chủ nhật này được lục hợp tương trợ nên công việc bớt được rắc rối. Bạn rộng lượng, thích giúp đỡ mọi người bằng năng lực của mình khi làm việc. Tuổi này làm những công việc tự do sẽ bớt được rắc rối tồn đọng từ trước trong hôm nay. Nhờ cục diện thủy sinh mộc nên con giáp này được người ấy quan tâm nhiều hơn bằng những cử chỉ nhỏ nhặt mà ngọt ngào. Chính tài trợ mệnh nên đường tài lộc có phần khởi sắc, có dấu hiệu được tăng lương, tăng lượng khách hàng mua bán. Nếu muốn kinh doanh hay bắt đầu một công việc mới, bạn nên bắt đầu chuẩn bị ngay từ hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, ngày đẹp để tiến hành các công việc quan trọng. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, cuộc sống là của bạn, đừng nghe kẻ khác xúi bẩy. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, chỉ nên đùa với những người nên đùa. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, chăm lo cảm xúc của mình vẫn là hạnh phúc nhất. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, bạn đang sống vì người khác quá nhiều. Con số may mắn 2, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ,
màu sắc cát tường, xanh lá, nâu, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày, tuổi Mão hôm nay được tam hợp nâng đỡ nên kinh doanh rất lộc lá, làm những công việc tự do thì đầu óc thoải mái, an nhàn. Bạn hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam cầu vinh nên được mọi người ủng hộ. Ngũ hành thủy sinh mộc, báo tin vui cho đường tình cảm. Những bạn tuổi Mão độc thân sẽ cởi mở hơn, nhưng hãy cẩn trọng trước sự cải tiến của bản thân và những thay đổi nhanh chóng. Các cặp đôi sẽ có khoảng thời gian say đắm mặn nồng. Thiên tài tinh không khuyến khích tuổi này tham gia vào mấy trò đỏ đen, dù có gặp may mắn đến đâu thì cũng dễ hao tài. Bạn kiếm ra tiền, nhanh nhẹn, hào phóng nhưng dễ mất tiền vì quá chú trọng vẻ bề ngoài và danh tiếng của bản thân. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, nỗi buồn không phải là những thứ chỉ nhìn thấy được bằng mắt. Tử vi tuổi Đinh Mão, hòa, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, nên cẩn trọng với những gì bạn nói ra. Tử vi tuổi Tân Mão, thổ, đôi khi không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, đừng nên tin vào lời của những người mới quen. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chủ thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn, ngày chủ nhật, người tuổi Thìn có chính ấn chiếu mệnh nên an phận tù thường. Bạn chậm chạp, hiện tại cảm thấy khá bất lực và không có cố gắng trong công việc. Có thể là do tâm lý nghỉ ngơi ngày cuối tuần, vì thế nên mọi rắc rối trong công việc hôm nay cứ nằm yên tại chỗ vì không được đả động đến. Thổ khắc thủy, dập tắt những hy vọng của người tuổi Thìn trong đường tình cảm. Có khá nhiều bất đồng nảy sinh, phụ nữ tuổi Thìn hay vất vả vì chồng con, lớn tuổi rồi cũng vẫn phải lo lắng. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Vận trình tài lộc không sáng, thủ ít hơn chi nên bạn phải cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng. Người ta chê trách bạn keo kiệt, nhưng nếu bạn không tận tiện từng đồng thì lấy gì lo cho gia đình, lo cho bản thân mình ở trong thời điểm hiện tại. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hòa, đừng ngưỡng mộ những người gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi Bình Thìn, thổ, may mắn là phần thưởng đi kèm với sự cố gắng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, mỗi khi cảm thấy bất an, hãy nghĩ suy về gia đình. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, cứ cố gắng rồi may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, bạn hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Con số may mắn 0, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, xanh, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ ngày cuối tuần công việc không được như ý do va phải tương xung. Điềm báo có thể có những vấn đề gây trở ngại xảy ra với tuổi Tỵ khi con giáp này tiến hành những công việc quan trọng. Hôm nay, bạn nên an phận thủ thường, đừng tham công tiếc việc. Ngũ hành thủy khắc hòa nên vận trình tình cảm kém may mắn. Ngày hôm nay có người có ý đồ muốn làm hại bạn, cách tốt nhất là nên tránh mặt và đừng đối đầu làm gì cho mệt mỏi. Vận trình tài lộc có chính quan nên những người bạn làm chức cao sẽ gặp nhiều may mắn, thi cử cũng sẽ có lộc. Các bạn có thêm tiền nhờ tài năng của mình chứ không phải ngửa tay xin ai một đồng. Bạn luôn tự hào với những đồng tiền mà mình làm ra. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hòa, bạn cần phải mở rộng tầm mắt của mình ra một chút. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, đừng nên dựa dẫm vào bất cứ ai trong thời gian này. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, sự mạnh mẽ lấy lên từ những đau thương. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, bạn không cần quan tâm bất cứ chỉ trích của người nào cả. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, chỉ cần bản thân thấy thoải mái thì làm gì cũng được. Con số may mắn 8, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi hôm nay cho thấy thiên quan chiếu mệnh nên người tuổi Ngọ phải cẩn thận chuyện làm ăn vì có tiểu nhân tranh đấu. Người làm ăn kinh doanh dễ bị chơi xấu, có kẻ đặt điều hạ thấp uy tín của bạn. Thủy khắc hòa nên đường tình duyên của người tuổi này cũng không ổn cho lắm. Do tính cách lạnh nhạt khô khan của bản mệnh, không nhận được sự yêu thích của người khác phái. Mặt tài lộc có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe, nhiều bạn sẽ tốn tiền vì sức khỏe trong ngày này. Cảnh báo bản mệnh không nên đưa ra những quyết định vội vàng hấp tấp mà khiến cho tình hình tài chính rơi vào cảnh lao đao. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, trước khi ra đường hãy lưu ý dự báo thời tiết. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là đi về nhà. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hòa, đừng cố nịnh bợ một người lớn tuổi hơn bạn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, muốn gặp được người xuất sắc, bạn cũng phải giỏi hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ,
Mộc, thời gian khiến cho bạn nhận ra nhiều điều quan trọng. Còn số may mắn 9, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, đen, quý nhân phù trợ Tuất, Mùi. Tử vi tuổi Mùi. Tuổi Mùi trong ngày gặp thiên ấn nên làm gì cũng sẽ nhanh nhẹn. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất ở bạn là sự ích kỷ. Làm việc gì bạn cũng nên dùng cái tâm của mình. Người tuổi này hay bị cô lập vì sự lạnh lùng. Nay nếu phải đi làm thì hãy kỹ thoáng ra một chút để bản thân được vui vẻ hơn. Mặt sáng nhất trong ngày đó là đường tình cảm. Tuổi Mùi được tam hợp nâng đỡ nên tình cảm thăng hoa. Bạn đón nhận tin vui từ gia đình khiến cho tâm trạng phấn chấn cả ngày. Nhân cơ hội này, bạn mệnh có thể tiến hành việc tỏ tình, hẹn hò bởi khả năng thành công sẽ rất cao. Vận tài lộc, vì thổ khắc thủy nên tuổi Mùi phải cẩn trọng, đi ra ngoài nhớ bảo vệ tư trang thật kỹ, tránh mất mát. Nếu có điều kiện, hãy gom tiền đi kiểm tra sức khỏe để kịp thời phát hiện ra bệnh tật và chữa trị. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, không nên lãng phí thời gian ngày cuối tuần. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, đừng để ý người khác nghĩ gì về mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hòa, cãi tới cãi lui chỉ lãng phí thời gian và hao tổn tâm sức. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, bạn chịu tuổi bây giờ, sau này thì may mắn sẽ tới. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng vạn sự như ý. Còn số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương trắng, cam, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hàng ngày, con giáp tuổi Thân có kiếp tài lâm vận nên luôn luôn có tinh thần phấn đấu, nỗ lực nhưng vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Nhiều bạn còn tham công tiếc việc, ôm việc về vào ngày cuối tuần làm gây phiền não cho bản thân. Bù lại, chuyện tình cảm của con giáp này trong ngày Chủ nhật nhờ kim sinh thủy nên vẫn hài hòa tốt đẹp, nhất là tình cảm gia đình. Nhưng vẫn cần đặc biệt lưu tâm về mặt tài lộc do va phải tương hại. Khuyết điểm lớn nhất của con giáp này chính là tính sốc nổi. Đôi khi bạn không nhận ra được nguy cơ sẽ đến với mình nên dễ tin vào những lời người xấu để đầu tư, mua bán linh tinh rồi mắc phải sai lầm đáng tiếc. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, hãy học cách mặc kệ, đừng quá sao đo tính toán. Tử vi tuổi Bình Thân, hòa, chính mình còn chưa hiểu được mình thì đừng mong ai khác. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, một chút liều lĩnh mang lại cho bạn những kỳ tích. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, triệu người gặp gỡ, không có ai là ngẫu nhiên. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, bạn không muốn suốt đời vì thiếu tiền mà trở nên hèn hạ. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tương bạc, tím, quý nhân phù trợ Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu. Hôm nay tuổi Dậu gặp tỷ kiên nên dễ xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp, đối tác hoặc nhân viên cấp dưới của mình dù là ngày cuối tuần. Nhiều việc rắc rối xảy ra khiến cho bạn trở tay không kịp. Này nếu có thuận lợi trong công việc thì cũng dễ bị tiểu nhân nhòm ngó. May mắn thay, nhờ kim sinh thủy nên vận tình cảm không đến nỗi tệ. Bạn có tài ăn nói khéo léo, sống biết điều nên dễ chiếm được cảm tình của mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi. Rất có thể thời gian tới, con giáp này sẽ được cất nhắc vào vị trí mới, chuyển đổi ngành nghề hoặc được cử đi học nâng cao chuyên môn, kiến thức, nhờ đó mà sẽ tăng lương nhanh chóng. Nỗ lực rồi, thành công rồi, có tiếng nói rồi thì mới có tư cách nói tới tiền bạc. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, bạn không phải quỵ lụy vào người khác. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, bạn không giỏi giang nhưng có quyền nỗ lực đến liều mạng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, đừng lan man, song so bì tầm thường và nhỏ hẹp. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, bạn không phải để tìm cách hơn thua với đời. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, hãy học cách sống chung với dư luận xã hội. Con số may mắn 8, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tương trắng, đỏ, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Tuất có chính ấn chiếu mệnh nên phải tích cực đổi mới tư duy, tìm kiếm sự hứng khởi trong công việc, trao dồi thêm kiến thức và bồi dưỡng khả năng. Nếu không thì tuần tới bạn sẽ dễ bị thụt lùi, đặc biệt là với những người đang có mục tiêu lớn. Thổ khắc thủy nên yêu đương phải cẩn thận, coi chừng bị lừa gạt, cắm rừng. Tuổi này sống thật thà quá nên hay bị người khác xem nhẹ, tình cảm. Bạn nên nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Bạn làm ăn được thì sẽ phải đối mặt với những lời đố kỵ, gièm pha không mấy dễ chịu từ những người luôn ganh ghét xung quanh. Nếu đó là lỗi sai của bạn thì hãy thẳng thắn nhìn nhận, coi đó là cơ hội để mình có thể thay đổi. Tử vi tuổi Giáp Tuất,
hỏa, thời gian làm không ít người rời xa bạn. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, chỉ cần tinh thần thấy thỏa mãn thì làm gì cũng được. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, công việc nào cũng có lúc phải nói hai chữ tạm biệt. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, tiền có thể cất đi nhưng thời gian thì không. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, bạn bè ít nhưng cần phải chất lượng. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, nâu, xanh dương, quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi tuổi Hợi, hôm nay người tuổi Hợi gặp phải tương quan nên không mấy vui vẻ, công việc không tốt, thường xuyên phải bồn ba xa nhà vất vả. Cuối tuần nhưng bạn vẫn canh cánh nhiều nỗi lo cho công việc, không giây phút nào được vui vẻ. Ngũ hành hai hành thủy tương hòa nên đường tình cảm có phần may mắn hơn. Độc thân một chút cũng không sao, còn hơn yêu phải người khiến cho bản thân mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu yêu lâu thì bản mệnh có thể bàn tính tới chuyện kết duyên trăm năm. Tiết kiệm là một thói quen tốt để bản mệnh đảm bảo cho cuộc sống trong tương lai của chính bản thân mình. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bỏ ra một khoản quá lớn so với thu nhập hàng tháng của mình. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, thức dậy vẫn khỏe mạnh, đó là phước lành lớn nhất. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, đôi khi đừng sống quá nhiệt tình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, bạn không có nghĩa vụ phải đối tốt với người lạ. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, hạnh phúc đến từ sự trọn vẹn của gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, hãy giao du với những người tốt hơn bạn. Con số may mắn 5, 4, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu đậm, quý nhân phù trợ, mùi, dần. Đánh giá tử vi chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Dần hay tuổi Mão. Con giáp nào dễ gặp phải nhiều rắc rối nhất, đó có thể là con giáp tuổi Ngọ hay con giáp tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!